Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các bạn thân mến, trước khi biến Israel trở thành một quốc gia có tổ hợp quân sự, quốc phòng hùng mạnh như ngày nay, sẽ minh thề vị cố Tổng thống Shimon Peres, Israel đã không ít lần bị cười nhạo, giễu cợt bởi giấc mơ của mình. Tại Việt Nam, giải đất hình chữ S cách Israel cả về không gian và thời gian, những người kỹ sư của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel cũng đang làm những điều tương tự, khi mong muốn khởi tạo một thực tại mới. Với ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao nếu xét về điểm khởi đầu, Viettel chỉ là một công ty xây lắp chuyên để dựng cột kéo cáp thuê cho ông lớn viễn thông thời đó là VNPT. Thế nhưng đúng là chẳng ai có thể ngăn cản những giấc mơ lớn, dù cho giấc mơ ấy có thể bị ai đó giễu cợt đi. Bắt đầu từ việc sản xuất máy thông tin quân sự, Viettel giờ đây đã có thể sản xuất được máy bay không người lái UAV, lĩnh vực tưởng chừng như chỉ là cuộc chơi đặc quyền của một vài quốc gia phát triển. Với những tổ hợp công nghiệp quốc phòng siêu khổng lồ, đây được cho là một bước tiến mới của Viettel, góp phần không nhỏ vào lĩnh vực quốc phòng của nước nhà, đẩy nhanh sự phát triển quân sự quốc gia. Muốn biết chi tiết về sức mạnh của những chiếc máy bay không người lái này, hãy cùng chúng mình khám phá qua video ngày hôm nay nhé các bạn thân mến. Từ năm 2018, tại một cuộc triển lãm có tên là Indo Defense, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đã gây được sự chú ý đặc biệt với truyền thông quốc tế bằng sản phẩm máy bay không người lái UAV có gắn camera trinh sát điều khiển. Theo tạp chí quốc phòng Gem của Anh thông tin, tại buổi triển lãm Indo Defense, tập đoàn Viettel chỉ mới trưng bày mẫu máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ có tên là JA. Máy bay này có trọng lượng là 26kg và dải cánh là 3,5m. Bên cạnh đó, tờ tạp chí này khẳng định tập đoàn Viettel sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà đã lên một kế hoạch rõ ràng về việc chế tạo các mẫu UAV có kích thước lớn hơn. Trước mắt là phiên bản với dải cánh 5-6m, hoạt động được khoảng 10 giờ đồng hồ trên không, tức là tăng gấp 5 lần so với JA. Điều đặc biệt gây chú ý, Viettel đã thông tin về kế hoạch dài hơi của mình, đó là nghiên cứu và sản xuất loại UAV cỡ lớn hơn, có dải cánh là 20m. Khả năng lớn biến thể này sẽ có tầm hoạt động là 150km và thời gian bay trên không trung là 20 giờ. Loại máy bay không người lái mà Viettel đã và đang ấp ủ chế tạo có kích thước tương tự với MQ-9 Reaper của Mỹ. Chiếc UAV được coi là chủ lực của quân đội Hoa Kỳ. UAV MQ-9 Reaper có chiều dài là 11m, dải cánh 20m và trọng lượng cất cánh tối đa là 4.760kg. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin rõ ràng nào về tải trọng thiết bị mà chiếc UAV Viettel đang nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng khả năng lớn là sẽ không kém gì so với con số 1.400kg mà MQ-9 Reaper của Mỹ hiện đang mang được. Bên cạnh đó, chiếc MQ-9 Reaper hiện chỉ bay được liên tục trong vòng 14 tiếng đồng hồ khi mang đầy tải, trong khi mẫu UAV của Viettel là 20 tiếng, tức là gấp đến 1,4 lần so với MQ-9 Reaper. Tuy nhiên, nếu so sánh ở một góc độ khác, do có một cơ chế dẫn đường tối tân nên MQ-9 Reaper có thể hoàn toàn hoạt động độc lập với tầm xa là 1.852km, trong khi UAV của Viettel mới chỉ triển khai được cách trạm điều khiển khoảng 150km mà thôi. Thế nhưng, với những gì mà chúng ta đang có, đó chẳng phải là những nỗ lực rất đáng ghi nhận hay sao? Những chiếc máy bay không người lái UAV do Viettel nghiên cứu và phát triển đã ứng dụng được nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, điện tử, các cảm biến trinh sát, tình báo, điều khiển và dẫn đường. Đến nay, tập đoàn Viettel đã cung cấp được những tổ hợp UAV hạng nhẹ cho nhiều đơn vị trong quân đội và mở rộng ứng dụng tới nhiều lĩnh vực dân dụng như hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phá án hay giám sát tài nguyên rừng, nông nghiệp và hành lang lưới điện. Gần đây nhất, trong một phóng sự được báo Quân đội Nhân dân đăng sáng ngày 5/9/2021, chúng ta đã ghi nhận được một hình ảnh về mẫu UAV Made in Việt Nam chưa từng được xuất hiện. Nhiều chuyên gia phán đoán rằng đây có thể là một UAV có khả năng mang vũ khí. Mẫu UAV này được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp composite với kích thước khá lớn, sử dụng động cơ cánh quạt cánh đôi đôi cùng hệ thống càng đáp cố định thêm vào đó. Phương tiện bay này dường như nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp thêm cả hệ thống radar khi phần đầu của UAV được thiết kế lùi lên nhằm tạo thêm không gian cho các thiết bị điện tử, một thiết kế đặc trưng của nhiều dòng UAV tấn công trên thế giới, cụ thể như MQ-9 Reaper của Mỹ. Hai cánh của mẫu UAV này cũng được trang bị ít nhất tới hai giá treo, có khả năng được sử dụng để treo vũ khí. Rất có thể đây là mẫu UAV tấn công mà tập đoàn Viettel đã dự kiến phát triển từ nhiều năm nay. Đây được cho là một bước tiến lớn, bởi lẽ không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có thể chế tạo được UAV vũ trang. Hơn nữa, mọi thông tin về công nghệ của loại vũ khí này trước nay vẫn được xem là tuyệt mật. Việc tích hợp được một hệ thống radar dẫn bắn cũng rất khác biệt so với những mẫu máy bay quân sự thông thường, còn chưa kể tới việc chúng đòi hỏi các loại vũ khí tấn công yêu cầu độ chính xác cao.
Với những thành công đã và đang đạt được, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng Viettel sẽ sớm ra mắt và đưa vào trang bị cho quân đội ta một dàn UAV tấn công Made in Việt Nam trong một vài năm tới. Thời gian chắc chắn là sẽ không còn xa nữa. Với dàn UAV khủng, chắc chắn tiềm lực quốc phòng an ninh sẽ được gia tăng đáng kể. Từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay, với mong muốn giảm tối đa sự hiện diện của con người, máy bay không người lái UAV đã và đang trở thành một thứ vũ khí không thể thiếu trong mọi cuộc xung đột. Chúng có thể đảm nhận nhiều vai trò, nhiều vị trí và nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường hay ở những nơi mà con người khó có thể tiếp cận được. UAV đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Rất có thể trong tương lai gần, UAV sẽ trở thành vũ khí khiến con người thay đổi cách để bắt đầu một cuộc chiến, giống như xe tăng hay các chiến đấu cơ đã từng làm được trong thời điểm hiện tại. UAV đã không còn là thứ vũ khí độc quyền của các cường quốc phương Tây như khoảng thời gian 10 năm về trước nữa, thời điểm quân đội Mỹ sử dụng những mẫu UAV vũ trang tung hoành dọc ngang ở Trung Đông. Cuộc chạy đua về công nghệ chế tạo UAV giờ đây không phải chỉ giữa các cường quốc với nhau, mà là với cả các quốc gia có tiềm năng, tiềm lực quân sự ở mức vừa, thậm chí là khá. Trong đó có Việt Nam chúng ta tham gia tích cực. Những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và tập đoàn Viettel nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu, chế tạo và sản xuất máy bay không người lái UAV, phục vụ cho nhiều mục đích, từ quân sự đến dân sự. Các mẫu UAV do Viettel chế tạo không chỉ là những nghiên cứu suông, mà trên thực tế chúng có tính ứng dụng rất cao. Minh chứng rõ nét nhất đó là mới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được tiếp nhận và đưa vào trang bị một số lượng đáng kể những UAV trinh sát do Viettel chế tạo, phục vụ cho công tác quản lý, phát hiện các mục tiêu, phòng chống tội phạm và bảo vệ biên giới. Không dậm chân tại chỗ, không bằng lòng với những gì mình đang có. Hiện nay, những người kỹ sư công nghệ vẫn đang từng bước nghiên cứu và hoàn thiện các mẫu UAV mới. Trong đó có trọng điểm chú ý là các mẫu UAV tấn công đa năng, có khả năng tác chiến tầm xa và mang theo được các loại vũ khí tấn công chính xác, có tính hủy diệt cao. Mục tiêu trên xuất phát từ thực tiễn, khi mà vai trò của các mẫu UAV vũ trang ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong môi trường chiến tranh hiện đại. Có thể thấy rõ điều này qua nhiều điểm nóng của các xung đột trên thế giới hiện nay như Iraq, Syria hay Libya. Gần đây nhất là trong xung đột biên giới giữa Armenia và Azerbaijan tại Kazaba. Trong các cuộc chiến kể trên, máy bay không người lái UAV được sử dụng vô cùng rộng rãi và với nhiều cấp độ khác nhau. Thứ vũ khí này có khả năng làm thay đổi cả cục diện chiến trường chỉ mới trong tháng trước thôi, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phát động một chiến dịch có tên là Lá chắn mùa xuân, với mục đích là ngăn chặn quân đội Syria mở rộng vùng giải phóng Insulin. Lúc này, cả thế giới đều ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt trước cách mà Ankara sử dụng chiến thuật bầy UAV để vô hiệu hóa toàn bộ các mũi tấn công, khiến quân đội Syria thiệt hại nặng nề. Chỉ mới vài năm trước, ít ai nghĩ được rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sở hữu các công nghệ chế tạo mẫu UAV có khả năng tấn công khủng như Taianka hay TB2. Thế nhưng giờ đây các quốc gia đã phải nhìn Thổ Nhĩ Kỳ bằng con mắt hoàn toàn khác. Những mẫu UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành hiện tượng, tạo ra xu hướng để quân đội nhiều nước học tập theo. Trong quá trình phát triển lực lượng máy bay không người lái, cũng như cách sử dụng chúng hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại, có thể nhận thấy rõ ràng rằng chiến tranh hiện đại đã biến thể sang một cấp độ mới, khi mà vấn đề con người đã được thay thế hoàn toàn bằng máy móc và công nghệ không người lái. Các cuộc chiến trong tương lai, sự thương vong về người chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể khi UAV và những thiết bị chiến đấu tự hành khác đã có thể đảm nhận hầu hết tất cả các nhiệm vụ trên thế giới hiện nay. Không phải quốc gia nào cũng có thể tự chế tạo được máy bay không người lái, số nước nắm giữ được công nghệ phát triển UAV vũ trang lại càng ít hơn. Thế nhưng, thật đáng tự hào khi Việt Nam ta đã có thể làm được điều này, và bằng chính các công nghệ, nguồn lực có sẵn trong nước, những nỗ lực, cố gắng của tập đoàn Viettel nói chung và kỹ sư đang miệt mài ngày đêm nói riêng, thật sự đáng được trân trọng trong bối cảnh hiện nay, khi mà tình hình thế giới và khu vực có quá nhiều những diễn biến phức tạp, bờ biển Việt Nam vẫn đang gặp nhiều rắc rối trước những vấn đề tranh chấp với Trung Quốc. Dàn UAV ra đời được đánh giá như một bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng vào khả năng phòng thủ bờ biển cũng như tấn công của Hải quân Nhân dân Việt Nam, phục vụ tối đa cho công tác bảo vệ lãnh hải nước nhà. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về những thành tựu mà các kỹ sư của tập đoàn Viettel đã làm được? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sikeng, thị trấn Dinh Linh, huyện Xin Trang, Thiệu Hưng và một cây cầu đá ở lối vào làng đã bị cuốn trôi. Đến nay, nhiều ngôi nhà của người dân trong thôn bị hư hỏng. Hiện báo cáo thống kê chưa có người thương vong. Phóng viên được biết, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương
đội cứu hộ chữ thập đỏ và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu. Đêm qua, Sao Sinh, Si Trang và Sengju đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trận mưa xối xả này gây ra nguy cơ lở bùn ở nhiều ngôi làng tại Sao Sinh, Si Trang. Sáng ngày 12 tháng 9, phóng viên đã đến làng Si Keng, thị trấn Dinh Linh, huyện Si Trang và nhận thấy nhà cửa của nhiều người dân địa phương bị hư hại trong trận mưa bão và công tác cứu hộ dòng chảy Sa Bần vẫn đang được tiến hành. Chen Li Bang, một cán bộ địa phương cho biết, kể từ khi trận lở đất xảy ra tại thôn vào tối ngày 11 tháng 9, các cán bộ thị trấn, thôn bản và các thành viên của hai ủy ban đã giám sát tuyến đầu đã tích cực hướng dẫn cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, đường vào vẫn đang được khai thông. Vào sáng sớm ngày 12 tháng 9, Chen Feiyun, một người dân 67 tuổi ở làng Tujabu, thành phố Sengju, đang dọn dẹp các mảnh vỡ bên cạnh ba ngôi nhà bị sập của mình. Phóng viên đi vào ngõ làng, một số người dân đang dọn dẹp bùn đá cạnh nhà. Được biết, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 11 tháng 9, một trận mưa như chút nước bất ngờ ở làng Tujabu, thành phố Sengju với lượng mưa hơn 150mm. Một trận lở đất đã xảy ra ở phía đông của ngôi làng và các ngôi nhà của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. Người dân địa phương nói với các phóng viên rằng dòng chảy đá vụn xuất hiện từ sườn đồi phía sau làng, kéo dài hơn 200 mét tại các con hẻm trong làng. Người dân làng Tuyanjun kể với các phóng viên rằng sự việc xảy ra, cha mẹ cô ngoài 80 tuổi đang ăn tối thì bất ngờ lở đất, khiến một lượng lớn bùn và đá từ cửa sổ phía sau tràn vào nhà, khiến hai cụ hoảng sợ. Đúng lúc nguy cấp, con trai của ông lão Ôn Tấn đến, lập tức bế ba mẹ con lên lầu 2, thoát qua một cái thang đơn giản trên cửa sổ lầu 2. Ngôi nhà của người dân làng Chen Fayun là một ngôi nhà 2 tầng lợp ngói bùn. Khi trận lở đất đi qua phía sau nhà, nước lũ dâng cao ngay lập tức thấm vào tường bùn. Một lúc sau thì bức tường phía sau của ba ngôi nhà bị sập. Rất may là họ đã đi trốn ở một nơi có vị trí tương đối an toàn, nên không có thương tích. Sáng nay, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp nguồn điện. Cán bộ tổ dân phố đã liên hệ với công ty bảo hiểm để giải quyết. Thưa quý vị, một số khu vực ở Bắc Kinh bất ngờ có mưa lớn, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Wanyang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Hôm vừa qua, xi men Hồ Nam bị sét đánh và gió mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị đổ. Đoạn video cho thấy một tấm biển quảng cáo lớn bị thổi đổ, cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi sập, tia lửa điện xuất hiện trên dây điện hai bên đường. Hiện chưa rõ thương vong. Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn, đồng thời một đợt mưa lớn mới đang quay trở lại. Cùng ngày, một trận mưa như chút nước ở một số khu vực ở Bắc Kinh, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Tại khu vực lân cận Wanyang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Ở Sipadi, quận Phong Đài, Bắc Kinh, đường phố và xe cộ ngập trong biển nước mênh mông. Vào sáng sớm cùng ngày, trên cộng đồng người Batuba ở quận Thuận Khánh, thành phố Nam Đồng, Tứ Xuyên, có dông lốc và sấm sét và một tia sét tuyến tính cực mạnh xuyên thủng bầu trời. Vào ngày 11 tháng 9, một cơn bão dữ dội đã bùng phát ở Kidong, Yansu. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố. Một số người nói rằng mọi người đang vật lộn để tiến về phía trước trong gió, như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương cho biết không ai hiểu được đây là bến sông hay là chốn thần tiên. Đồng thời, thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Đợt nắng nóng quét qua các tỉnh thành phố Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh thành phố khác. Ngày 11 tháng 9, Chiết Giang đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục lên tới gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho các bệnh nhân say nắng mỗi ngày. Ít nhất một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng hồi đầu tháng. Vào một ngày trước đó, tại Phúc Châu, Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ ngoài trời quá cao. Chủ xe ô tô tự phát cháy nói, trời nóng quá là tự cháy. Chắc điều hòa xe có vấn đề rồi, xe cháy xém rồi kìa, nhiệt độ cao liên tục dẫn đến tăng tải điện. Các nhà chức trách cho biết vào giữa mùa hè, phụ tải điện của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. Kính thưa quý vị, Thông tấn xã Trung Quốc ở Tây An đưa tin, thông tin từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây rằng, kể từ tháng trước, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng núi phía Bắc Thiểm Tây gây ra lũ lụt. Lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến 6,69 triệu người, trong đó có 236 người chết và 197 người mất tích do lũ quét,
lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 22,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 8 thành phố, 70 quận, 1.174 thị trấn và 6,69 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây. Ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lang, có 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người chết và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Dongba và Baihe, Sunjiang và Jemba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt. Khu vực đô thị của thành phố Thông Chuan và các quận như Long Xian, Dali và Hai Yuen bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Jemba, Laogang, Hanbin, Yijiang, Long Xian, Danfeng và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng gồm có 8.186 công trình với 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè các loại bị vỡ, 1.399 kè với diện tích 43,43 km, 246 cống, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Wenjun, Phó Kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng cho các thảm họa lũ lụt trên núi. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt thấp đối với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và làm tăng thêm nhiều hơn thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Sạt lở đất ở Thông Giang, Tứ Xuyên. Quý vị thân mến, mấy ngày vừa qua trên mạng thông tin về một vụ sạt lở đất ở thị trấn Không San, huyện Thông Giang, thành phố Ba Dông, tỉnh Tứ Xuyên và một số người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và các máy xúc đã đến hiện trường để cứu hộ. Ngày 12 tháng 9, phóng viên báo Sao Đỏ thông tin từ chính quyền địa phương cho biết có 13 người mất liên lạc do sạt lở đất đã được tìm thấy và đã có tử vong. Được biết, một điểm quan trắc thiên tai phi địa chất ở Kizaba, Esi, làng Yufu, thị trấn Không San đã bị sạt lở đất vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 do mưa lớn trong vài ngày qua. Lượng mưa tích lũy ở thị trấn Không San đạt 584,6mm. Sau khi thảm họa xảy ra, huyện Tông Giang đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp do thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ liên quan triển khai công tác cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố liên tiếp có ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo thành phố và quận đã khẩn trương đến hiện trường sạt lở, chỉ đạo, điều động lực lượng cứu hộ xung quanh nỗ lực hết mình để ứng cứu. Trong công tác cứu hộ, có tổng cộng 8 đội cứu hộ khẩn cấp, 3 máy xúc, 5 xe cứu hỏa và 5 xe hỗ trợ y tế đã được huy động để tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, công tác cứu nạn cứu hộ khẩn cấp cơ bản hoàn thành. Chuyển được 33 người ra ngoài an toàn, nạo vét hơn 50 mét lòng sông, khơi thông hơn 3.200 mét vuông nhà bị phù sa vùi lấp. Vụ sạt lở đất làm 13 ngôi nhà và 13 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp và tử vong. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả các nạn nhân đang được xử lý dứt điểm. Toàn bộ số người bị di rời đã được tái định cư hiệu quả. Các công tác hậu sự liên quan vẫn đang được tiến hành. Thưa quý vị, chiều ngày thứ Bảy vừa qua, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Xiangxi, huyện Xili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lăn xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới chân núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Xili u ám và mưa lớn cả ngày. Ở làng Tianjianping, thị trấn Xiangxi, có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay ra mặt đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn, đột nhiên có một tiếng động lớn bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hỏa chuyên trách Jiangjia của chính quyền nhân dân quận Xili đã đến hiện trường vụ việc. Thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm. Một nhóm ra phía sau cửa hàng, xác định không còn nguy cơ sập núi sau vụ lở núi quy mô lớn vừa qua, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật cứu hộ.
nhân viên đồn cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng sau khi sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và có sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực. Các hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ ở phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi cứu người. Đến 19 giờ 05 phút tối, lối thoát hiểm đã được mở, hai người mắc kẹt được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng nhưng rất may tính mạng của họ không bị nguy hiểm. Một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 13 tháng 9 cho Reuters biết, nước này sẽ hứng chịu thêm một tuần mưa xối xả nữa trong bối cảnh mực nước tại 33 con sông tăng lên mực nước cao nhất trong lịch sử. Trong một cuộc họp báo ngắn ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân thừa nhận 433 con sông tại Trung Quốc và hồ nước ngọt lớn nhất nước này, Hồ Bà Dương, đều ghi nhận mực nước vượt quá mức cảnh báo kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Giai đoạn phòng chống lũ lụt quan trọng vào cuối tháng trước đến đầu tháng này, tình hình hiện tại vẫn rất ảm đạm trên các lưu vực sông Dương Tử và Thái Hồ. Các vành đai mưa lớn đã trút xuống miền Trung Trung Quốc, sắp tới sẽ chuyển hướng về phía Bắc, ông Diệp nói. Lượng mưa trung bình đang ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Cuối tuần trước, Bộ Khẩn cấp Trung Quốc thống kê 141 người đã chết hoặc mất tích, gần 38 triệu người bị ảnh hưởng và 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại kinh tế vào khoảng 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,57 tỷ đô la Mỹ. Các cơ quan kiểm soát lũ trên toàn lưu vực sông Dương Tử cũng ban bố cảnh báo đỏ đối với các khu vực đông dân cư như Hàm Ninh, Cửu Giang và Nam Xương. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt bao gồm Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam ở miền Trung, An Huy, Chiết Giang và Giang Tây ở phía Đông, siêu đô thị Trùng Khánh. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng cùng với Quân Giải phóng Nhân dân PLA tham gia giải cứu và tái định cư cho người dân. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết miền Trung và miền Đông sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lũ trong những ngày tới. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia NDRC ngày 13 tháng 9 nói rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xây dựng 150 dự án thủy lợi mới, tăng khả năng lưu trữ nước để kiểm soát lũ lên 11 tỷ mét khối và khả năng cung cấp nước hàng năm thêm 46 tỷ mét khối. Đáng chú ý, theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã chạm mức 163,2m, cao hơn 16,7m so với mức cảnh báo. Trung Quốc lại đang chuẩn bị đối phó nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía Bắc trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục chuyển hướng. Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn ngăn chặn và kiểm soát lũ lụt quan trọng vào cuối tháng trước và đầu tháng này. Theo dự đoán, mưa lớn sẽ di chuyển về phía Bắc và sông Hoài cùng những con sông khác ở phía Bắc, nhiều khả năng hứng chịu những trận mưa nghiêm trọng ở một số khu vực nhất định. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ye Yanchun cho biết ngày 13 tháng 9. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Yang Gongwang cho biết cảnh báo lũ đã được ban bố đối với 433 con sông khắp nước kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Trong đó có 33 con sông ở mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo ông Yang, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 141 người, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 38 triệu cư dân tại 27 tỉnh và gây thiệt hại kinh tế lên đến hơn 61 tỷ nhân dân tệ. Theo báo The Guardian, đợt mưa lũ thất thường lần này cũng đã đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc vào tình trạng vô gia cư. Nhiều người đang lo sợ họ có thể phải đối mặt với thảm họa lũ lụt từng khiến hơn 3.000 người thiệt mạng vào năm 1998. Giới chức tỉnh Giang Tây, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã ban bố các biện pháp chống lũ thời chiến sau khi nước Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước, dâng cao mức kỷ lục 22,53m. Hơn 400.000 người tại tỉnh Giang Tây đã được sơ tán để tránh lũ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12 tháng 9 hối thúc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hiệu quả và quyết liệt hơn để chống lũ. Động thái này nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lúc này. Hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai đến sông Dương Tử để đắp đê và đào kênh thoát nước. Chính phủ Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi những khu vực dễ bị lũ tấn công. Theo trang Bloomberg, giới chức Trung Quốc đang chịu sức ép để đảm bảo lũ lụt không hủy hoại đến tình hình phục hồi kinh tế của đất nước sau thời gian bị trúng đòn đại dịch COVID-19. Ưu tiên của Trung Quốc lúc này là theo dõi sát sao những con đập ở hạ nguồn sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ, cũng như những khu vực nguy hiểm. Theo hãng tin AP, khu vực sông Dương Tử tính đến thời điểm hiện tại đã hứng chịu lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sự việc xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 9 và các quan chức tử vong là ông Thư Minh Chí, chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ Nước khu vực Tân Trùng thuộc quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
ông Thư 67 tuổi, bất tỉnh khi đang ra cố bờ trong một hồ. Sau đó, ông Thư được đưa đến bệnh viện và xác định nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não. Ông Thư đã làm việc suốt hơn 30 ngày không ngừng nghỉ nhằm nỗ lực canh giữ các con đê ở Vũ Hán trong cuộc chiến chống lũ lụt ở thành phố. Một người nói với Giang Sohu rằng ông Thư định sẽ đi khám bệnh sau mùa lũ. Nếu như người dân Vũ Hán được yêu cầu ở trong nhà quãng thời gian chống dịch, thì trong cuộc chiến chống lũ lụt, người dân đã tình nguyện tham gia tuần tra đê kè, liên tục cảnh giác về tình hình nước lũ trên sông Dương Tử. Theo chính quyền thành phố Vũ Hán, ước tính hiện có 30.000 người tình nguyện tham gia tuần tra các tuyến đê mỗi ngày ở địa phương này. Ông Trần Quế Á, phó kỹ sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết, mực nước của sông Trường Giang Dương Tử tại Vũ Hán vẫn sẽ trên mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới. Ông Trần dự báo, nếu không có thêm lũ lụt hoặc tình huống bất ngờ ở thượng nguồn, mực nước trên sông Trường Giang đoạn chảy qua Vũ Hán sẽ giảm xuống còn 27,3 mét. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc, An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía Đông và Trung Khánh ở phía Tây Nam. Cơ quan chủ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh An Huy đã ra lệnh người dân gần khu vực ven sông ở 5 thành phố An Khánh, Vu Hồ, Trì Châu, Đồng Lăng, Mã An Sơn di tản. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo 2 ngày tới, khu vực hạ lưu Trường Giang vẫn sẽ có mưa lớn, đặc biệt là khu vực thượng lưu Trường Giang trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn và nguy cơ thảm họa cao. Mực nước trên toàn nhánh sông chính của sông Trường Giang thuộc khu vực tỉnh An Huy tiếp tục vượt mức cảnh báo. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ tiếp tục xuất hiện đỉnh lũ. Bộ phận đảo Giang Tâm và đê Ngoại Than đối mặt với sự đe dọa của nước lũ. Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia, sự nóng lên toàn cầu là một lý do chính cho sự bất thường của mưa trong năm nay. Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc Tống Liên Xuân cho biết, các quan sát cho thấy sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên của các hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, trong khi Trung Quốc nằm trong khu vực nhạy cảm của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, đợt mưa xối xả chút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây lũ lớn, khiến ít nhất 15 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ ngày đầu tháng khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam ngày 13 tháng 9 cho biết, tính đến ngày 13 tháng 9, 15 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích, 286 nghìn người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai, thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay. Đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng, Xinhua cho biết thêm. Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình, đặc biệt lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lớn ước tính lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Hơn 800.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9, 24 người đã được cứu khỏi thảm họa lở đất ở Xuchang, Quý Châu, trong đó 11 người sống sót, 13 người thiệt mạng và 32 người vẫn mất tích. Trụ sở cứu hộ khẩn cấp về thảm họa sạt lở đất thảm khốc ở Xuchang, Quý Châu tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào và sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt công việc tìm kiếm và cứu hộ nhân viên. Cục Quản lý Khẩn cấp đã khởi động ứng phó khẩn cấp trong đêm và cử Thứ trưởng Zheng Guanggang dẫn đầu một nhóm công tác chung với Bộ Tài nguyên đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác xử lý. Yao Qijiang, điều phối viên chung của địa điểm cứu hộ và cứu nạn đồng thời là thẩm phán quận Xuchang cho biết công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành một cách có trật tự. Công tác tìm kiếm và điều trị nhân viên đang được tiến hành hết sức khẩn cấp. Những người tái định cư sẽ được chuyển đi và tái định cư hợp lý. Chúng tôi tuyển chọn những cán bộ thôn bản có năng lực công tác và thành lập các tổ nhỏ, mỗi tổ 3 đến 4 người chịu trách nhiệm về một gia đình bị thiên tai, Yao Qijiang nói. Phóng viên thấy tại hiện trường cứu hộ có gần 1.000 lực lượng cứu hộ phòng cháy chữa cháy, mỏ, y tế, cấp cứu, giao thông.
đang nỗ lực hết mình để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Lei Baiyuan, Phó đội trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn kiêm giám đốc Cục Quản lý Khẩn cấp Lipansui cho biết anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng và sẽ làm hết sức mình để làm công tác tìm kiếm cứu nạn và điều trị những người bị thương. Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 9, 247 sĩ quan và chiến sĩ từ đội cứu hộ và cứu nạn tỉnh Quý Châu, 257 người từ 9 đội cứu hộ bom mìn và 56 người từ đội cứu hộ đường hầm Quý Dương đã đến hiện trường cùng với chó tìm kiếm cứu nạn và máy dò sự sống để thăm dò. Sau khi đội cứu hộ đến hiện trường lập tức tiến hành thẩm định vị trí, bố trí khu vực cảnh báo, chốt bảo vệ, chia hiện trường thành 5 mũi cứu nạn, đồng thời tiến hành cứu hộ, cứu nạn bằng các phương tiện đào, phá và hỗ trợ từ mái nhà. Cầu mong những người dân vùng thiên tai có thể vượt qua khó khăn, các thành viên trong đội cứu hộ có thể trở về đội kịp thời, không còn thương vong. Điều tra kỹ lưỡng các nguy cơ tiềm ẩn, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, tăng cường công tác phòng chống thiên tai, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm công việc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Sau nhiều tuần mưa lũ nghiêm trọng ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc, những cơn mưa lớn gây lũ lụt dọc sông Dương Tử khiến gần 300.000 người sơ tán ở các tỉnh An Huy và Giang Tây do nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và nhiều người bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc điện. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khoảng 147.000 người sơ tán ngày 12 tháng 9 tại An Huy khi hơn 2.000 căn nhà bị hư hại sau một tuần mưa bão ở bờ biển phía đông. Tại khu vực Giang Tây, hơn 151.000 người đã được sơ tán từ hôm trước đến ngày 13 tháng 9 và gần 2.000 ngôi nhà bị hư hại. Ngày 13 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhiều trận mưa lớn sẽ diễn ra ở các vùng phía Nam trong những ngày tới. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng mới nhất, tổ chức sơ tán và cứu trợ. Video được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy những ngôi nhà 3 tầng bị sập, đồ đạc trôi nổi trong nước bùn và lính cứu hỏa giúp người dân thoát hiểm từ cửa sổ căn hộ đến nơi an toàn. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử ngày 13 tháng 9 đã đưa ra cảnh báo cam về nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu và trung lưu của con sông dài nhất Trung Quốc trong bối cảnh mưa lớn được dự đoán tiếp tục diễn ra trong khu vực vào 2 ngày tới. Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống lũ và hạn hán của tỉnh Hồ Bắc, tỉnh nằm khu vực trung lưu sông Dương Tử cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, bắt đầu từ 15 giờ theo giờ địa phương ngày 13 tháng 9. Tính đến ngày 13 tháng 9, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 14 người tử vong và 5 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống 44 quận tại tỉnh này, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 9 triệu người. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động 303.200 người tuần tra dọc các con đê sông để cảnh báo về nguy cơ lũ lụt. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh đã sơ tán 17.000 người đến nơi an toàn và huy động 85 chuyến bay tuần tra để theo dõi thảm họa lũ lụt và địa chất. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 9, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như trút nước. Thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ khi bắt đầu mùa lũ đã phá vỡ kỷ lục, nâng cao cảnh báo lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân của các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn. Sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong hơn 60 năm, hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, gần Thiểu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Ngày 12 tháng 9, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ. Với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến giữa tháng này 621mm,
cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 13 tháng 9 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 do mưa lớn ở miền Nam nước này. Tân Hoa Xã cho biết động thái trên diễn ra sau dự báo vì những trận mưa như chút nước ở 7 tỉnh miền Nam Trung Quốc. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 9 đến 2 ngày tới, mưa lớn dự kiến được ghi nhận ở các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu, khiến mực nước sông có khả năng tăng lên đáng kể và dẫn tới cảnh báo lũ lụt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến tỉnh Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt. Trước đó, một nhóm công tác khác cũng tới tỉnh Vân Nam ngày 12 tháng 9 vì một số con sông được nâng mức cảnh báo khẩn cấp lên cấp độ 4. Tính đến ngày 13 tháng 9, mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong số này, theo Tân Hoa Xã, chính quyền huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến cho biết 8 người thiệt mạng trong 2 vụ sập nhà do lở đất ở địa phương. Mưa lớn bắt đầu trút xuống huyện Vũ Bình từ tối 3 ngày trước theo giờ địa phương. Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy phố xá ngập trong bùn lầy và một số con đường bị cuốn trôi một phần. Ít nhất 39 ngôi nhà bị hư hại trong lúc hơn 1.600 người phải sơ tán tại địa phương này. Ngoài ra, 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích ở tỉnh Vân Nam, theo đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc. Cũng tại tỉnh này, thời tiết cực đoan đã làm hư hại đường xá, cầu cống và cơ sở hạ tầng viễn thông, điện lực ở huyện Khâu Bắc. Trang Bloomberg gần đây dẫn dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết lũ lụt ở miền Bắc và miền Nam nước này có thể tồi tệ như mùa hè năm ngoái, thời điểm những trận mưa xối xả khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hơn 27.000 người ở 22 quận huyện thuộc khu tự trị Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hồi giữa tháng này. Ngoài ra, hơn 2.300 ha hoa màu bị hư hại, gây thiệt hại khoảng 104 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều thành phố buộc phải đóng cửa các trường học do những trận mưa như chút nước. Theo NCC, lũ lụt năm nay được cho là tương đối tồi tệ và khắc nghiệt hơn so với mức trung bình trong lịch sử. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn cùng với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một báo cáo riêng rằng các thành phố phải cảnh giác và nhận ra mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Kính thưa quý vị, trang web của Chính quyền Nhân dân thành phố BJ, tỉnh Quý Châu đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 9, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố BJ ở Quý Hoa, đường phố Jin Hai Lake New District, BJ City, đã bị lún sụt khiến mọi người bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh thành phố đã lập tức ra quân ứng cứu khẩn cấp và thành lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng số hơn 720 người tự cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên, y tế, công an và các ban ngành khác đã được huy động tại hiện trường và 8 tổ công tác gồm cấp cứu khẩn cấp, an ninh y tế, hậu cần. Đã thành lập và điều động 16 máy xúc, thiết bị phá dỡ 10 bộ, 16 bộ xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cầu, máy bay không người lái, máy dò sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn, thực hiện đầy đủ công tác cứu hộ và xử lý. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, sau khi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn, 8 người đã được cứu sống, trong đó 3 người được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Hiện đã ổn định sức khỏe, 5 người đã tử vong. Bước đầu xác minh có 9 người vẫn mất tích, hiện tại công tác cứu hộ đang được tiến hành. Theo tin tức của CCTV vừa qua đưa tin, nhóm công tác đã đến địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở Suy Trang, Quý Châu trong đêm, kiểm tra tình hình cứu hộ với người có liên quan phụ trách Bộ Tài nguyên và các chuyên gia, đồng thời tổ chức họp tại chỗ chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, tổng số 26 người đã được tìm kiếm cứu nạn, trong đó 11 người sống sót, 15 người chết, 30 người mất liên lạc. Wang Ji, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh Quý Châu, nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng, do khối sạt lở đã chặn hẻm núi, nước mưa xung quanh chảy vào vùng trũng, tạo thành một hồ đập nhỏ. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 13 tháng 9, hồ đập đã được phá bỏ. Tờ tin tức Bắc Kinh trước đó đưa tin, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9, một trận lở đất đã xảy ra tại hệ tầng Chagu thuộc làng Pingji, thị trấn Chi Trang, huyện Suy Trang, tỉnh Quý Châu. Đến khoảng 18 giờ, Ban Chỉ huy Cứu nạn Khẩn cấp địa phương thông báo tình hình cứu nạn. Tính đến 17 giờ 45 phút đã cứu được 24 người, trong đó có 11 người sống sót, 13 người tử vong, 32 người mất liên lạc. Wang Ji nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng tổng cộng 60 người từ đội cứu hộ đã được điều động để tham gia cứu hộ.
hiện trường chia làm 4 đội cứu hộ, nhóm 7 người đồng thời làm việc. 11 giờ đêm qua, chúng tôi nhận được thông báo từ bộ phận cấp cứu. Đội cứu hộ đã đến hiện trường vào lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9. 10 giờ 50 phút sáng ngày 13 tháng 9 tại hiện trường cứu nạn, trời mưa rất to, khoảng 3 giờ chiều mưa tại hiện trường đã bớt đi một chút. Theo ông Wang Yi, khó khăn hiện nay của công tác cứu hộ tại chỗ được chia thành 3 khía cạnh sau. Thứ nhất, người dân bị vùi lấp sâu. Thứ hai, không thể xác định có người sống sót hay không. Vì vậy, việc vận hành máy móc xây dựng quy mô lớn càng phải thận trọng. Thứ ba, do mưa tại chỗ và đất bị hóa lỏng nên quá trình cứu hộ cần phải đề phòng sạt lở thứ cấp. Sau khi sạt lở xảy ra, do khối sạt lở đã chặn hẻm núi nên nước mưa xung quanh thu vào vùng trũng thấp, khu vực nằm giữa và một hồ đập đã được hình thành. Bên trái và bên phải đã được dọn dẹp và loại trừ. Yang Yong, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh, nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng cuộc giải cứu hiện tại chủ yếu sử dụng các hoạt động đào đắp lớn và sự hợp tác của máy móc hạng nặng. Đội cứu hộ đầu tiên phân định khu vực cứu hộ, sau đó dùng máy xúc để đào, chủ yếu sử dụng máy dò âm thanh và thiết bị USA. Về các thảm họa thứ cấp có thể xảy ra sau sạt lở đất, ông Ma Dong Tao cho rằng sạt lở cục bộ có dạng hình nan quạt, tương đối thoai thoải, không có thung lũng lớn nên nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất, hồ đập là không lớn. Ma Dong Tao cho rằng ưu tiên hàng đầu của cứu hộ là kiểm tra những ngọn núi xung quanh không bị lở đất, xem có dấu hiệu nứt trên bề mặt hay không và sơ tán người dân để đề phòng sạt lở thêm. Cũng có thể ước tính vị trí hiện tại của ngôi nhà bị vùi lấp dựa trên dấu hiệu sạt lở, tiết kiệm thời gian cứu hộ. Ngoài ra, độ sâu sạt lở khác nhau, càng xa chỗ sạt lở thì độ sâu càng nông. Cá nhân tôi cho rằng nên đào phần cạn trước, đó là cách nhanh nhất. Lê Bang Yuan, phó trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn cho trận lở đất lớn ở Guju Sucheng và là giám đốc của Cục Quản lý Khẩn cấp Lupansui cho biết, cho đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc, cần tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và điều trị những người bị thương. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một cơn bão khác sắp đổ bộ, tình hình lũ lụt trên đất liền vẫn còn khá gay gắt. Theo thống kê của Bộ Thủy lợi, tính đến nay hơn 60 sông hồ, trong đó có một số phụ lưu của thượng lưu sông Dương Tử và đoạn Trung Quan ở trung lưu sông Hoàng Hà, vẫn vượt quá mức cảnh báo và đã vào cuộc kiểm soát lũ. Theo Nhân dân Nhật báo, trạm Liêu Hô Tang trên dòng chính sông Dương Tử đã liên tục vượt quá kiểm soát trong 46 ngày. Vừa qua, trận lũ số 5 năm nay trên sông Hoàng Hà đang diễn ra. Vào ngày 12 tháng 9, hồ chứa Tam Hiệp sẽ gây ra trận lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa với lưu lượng ước tính là 76.000 m3 mỗi giây. Theo Chu Minh Hua, Giám đốc Phòng chống lũ lụt của Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đại lục, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng 1,18 m trong một ngày và dự kiến dâng lên tối đa khoảng 166,3 m, chỉ cách mực nước dâng bình thường 8,7 m. Sông Hoài Hà bị ngập lụt một lần trong 10 năm. Liu Jiu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trung tâm Theo dõi và Dự báo Thủy văn và Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên nước Đại lục cho biết, dự kiến lượng mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc có thể nhiều hơn một chút trong năm nay. Và vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác với số lượng hơn 50.000 m3 trên giây ở thượng lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, kể từ khi cơn bão số 7 Higos đổ bộ vào bờ biển huyện Jiwan, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và đổ bộ sau khi mạnh lên ngoài khơi, sức gió tối đa đạt cấp 12 sẽ mang lại thiệt hại cục bộ cho Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và các nơi khác. Chịu ảnh hưởng của bão, khả năng cao xảy ra thiên tai lũ lụt, lũ quét, sườn núi trên các sông vừa và nhỏ trong vùng mưa bão. Chu Minh Hòa cho biết dòng chảy ra của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng từ 44 m khối trên giây lên 48 m khối trên giây, giảm gánh nặng cho hồ chứa Tam Hiệp và vùng thượng lưu hồ chứa. Công tác phòng chống lụt bão và ứng cứu khẩn cấp năm nay sẽ diễn ra trong thời gian dài. Thưa quý vị, sau khi đoạn video Long Cao Gu gặp lũ quét được lan truyền trên mạng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số ý kiến đặt câu hỏi rằng mặc dù thung lũng Long Cao cũng không phải là một địa điểm thu hút khách du lịch được quy định, nhưng có rất nhiều lời giới thiệu về địa điểm này trên nền tảng xã hội. Một số nền tảng video ngắn thậm chí còn quảng bá thung lũng Long Cao là một thắng cảnh nổi tiếng ở Bành Châu. Tại sao lại như vậy? Chính quyền địa phương không có biện pháp hiệu quả để khuyến khích và giám sát.
thung lũng Long Cao ở Bành Châu, Tứ Xuyên là kênh xả lũ, rất đông du khách xuống nước vui chơi. Trận lũ quét bất ngờ khiến 4 người chết và 9 người bị thương. Tin tức thượng nguồn từ Đại Lục cho biết, để ứng phó với thảm họa núi lửa xảy ra ở Long Cao Gu, thị trấn Long Môn Sơn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày hôm đó xảy ra trận lũ quét núi đã làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ. Những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Thưa quý vị, gần đây, khu vực phía Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn liên tiếp và lượng mưa hàng ngày ở nhiều nơi đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử. Sông Dương Tử cũng trải qua trận lũ lụt năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp và Bộ Quốc phòng cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3. Vừa qua, thành phố Vũ Hán đã hứng chịu trận mưa lớn, nước đọng ngang thắt lưng xuất hiện ở các khu vực thuộc quận Hàng Pi của Vũ Hán, Quan Chuan, Liu Ji, Lutai, Yaoyu, Villa và những nơi khác, và nhiều người đã bị mắc kẹt. Hình ảnh cho thấy các nhân viên cứu hỏa và binh sĩ chuyển những người bị mắc kẹt ở phố Quan Chuan, quận Hàng Pi. Lượng mưa nhiều nơi ở Nam Bộ đã vượt ngưỡng cực trị, công tác ứng phó khẩn cấp với thiên tai khí tượng lớn lần lượt được nâng cấp. Tin tức từ Đài quan sát khí tượng Trung ương cho thấy đã có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở Đông Bắc Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hà Nam, Trung An Huy, Trung Giang Tô và Nam Quảng Tây. Mưa cục bộ ở Tân Dương ở Hà Nam, Chao Hu ở An Huy và Phan Trinh Gang ở Quảng Tây đạt 150-298mm. Lượng mưa cục bộ theo giờ ở Đông Bắc Hồ Bắc và những nơi khác là 60-80mm. Ngoài ra, từ ban ngày đến đêm, lượng mưa hàng ngày ở Mang Chen, Jingmen, Zhongxian, Quan Pi và những nơi khác ở Hồ Bắc đã phá vỡ mức cực đoan lịch sử kể từ khi ghi nhận kỷ lục khí tượng địa phương. Đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam đối với mưa lớn và cảnh báo màu vàng đối với gió mạnh trên biển. Cục Khí tượng Trung Quốc và các bộ phận liên quan đã cùng ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng thiên tai địa chất và cảnh báo khí tượng thiên tai núi lửa. Tổng cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với các thảm họa khí tượng mưa lớn lên cấp 2 vào lúc 18 giờ cùng ngày. Và chỉ cần một ngày trước, hệ thống ứng cứu khẩn cấp vừa được nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa to ở khu vực Đông Nam, Tây Nam, Trung và Đông Giang Sơn, Nam Hoàng Hà, Giang Tây, Hồ Nam và phần phía Bắc của sông. Trong đó có mưa to đến rất to hoặc mưa rất to ở các khu vực Trung và Bắc Giang Tô, An Huy, Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Đông Nam Quý Châu. Cục bộ có mưa đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh tối đa hàng giờ, lượng mưa là 60-80mm. Mưa khiến hơn 30 người chết và mất tích ở 11 tỉnh, nhiều thành phố ở Hồ Bắc bị ngập lụt. Theo thông tin từ Bộ Dân Chính, trong những ngày qua, lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, dọc theo sông Dương Tử và các khu vực phía Tây Nam. Tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 9, lượng mưa lớn đã khiến Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam, Trùng Khánh, Từ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác bị lũ lụt, lở đất và các thảm họa khác, đã khiến 2,772 triệu người tại 133 quận, thành phố ở 37 thành phố, quận tự trị thuộc 11 tỉnh nói trên. 14 người chết, 20 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,14 tỷ nhân dân tệ. Hồ Bắc hứng chịu lượng mưa mạnh nhất trong năm nay và trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê, tính đến 13 giờ cùng ngày, 38 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 110,86 nghìn ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 591 triệu nhân dân tệ. Đợt mưa xối xả này cũng dẫn đến các tình huống nguy hiểm như ngập úng đô thị, lũ lụt tăng vọt và sạt lở đất ở Wuhan, Huangpi, Enxi Lichuan, Qigao, Dagu, Guanggang, Liaotan, Jingmen và những nơi khác. Vào lúc 14 giờ cùng ngày, dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây. Đây là đỉnh lũ lớn mà hồ Tam Hiệp đạt được kể từ mùa lũ năm nay. Khi đỉnh lũ qua biên giới, hồ chứa nước Tam Hiệp có vai trò ngăn lũ và giảm đỉnh, giảm gần 40% lưu lượng lũ. Hiện tại, khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp và đoạn sông Tam Hiệp đã thông xe. Hình ảnh cho thấy khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp mở cửa cho hàng hải và các tàu đang chờ một cách trật tự ở phía thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Thời gian gần đây, mưa lớn thường xuyên xảy ra trên phạm vi cả nước, mực nước sông dâng cao, nhiều sông xảy ra lũ quá mức.
thậm chí vượt mức bảo đảm an toàn, nhiều tỉnh đã xảy ra lũ lụt, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở khu vực hồ chứa. Lúc 14 giờ, hồ chứa Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng đỉnh 50.000 m khối trên giây, là trận lũ số 5 của sông Dương Tử năm nay. Ngoài ra, tính đến 8 giờ ngày 12 tháng 9, mực nước trung bình của hồ Thái Hồ đã đạt 4,35 m, vượt mức nước cảnh báo 0,55 m. Theo bản tin tình hình nước của Cục Thủy văn sông Dương Tử, trong 5 ngày tới, mực nước từng trạm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ lên, mực nước đoạn Jialin đến Lua San sẽ lên mực nước cảnh báo khoảng 13,8 m. Để đối phó với đỉnh lũ, Cục An toàn Hàng hải Tam Hiệp đã triển khai cảnh báo khí tượng cấp 3 màu vàng vào lúc 18 giờ, đồng thời ban hành thông báo về mưa lớn ở thành phố Nghi Xương và sự gia tăng dòng chảy vào đập của Tam Hiệp, nhắc nhở tất cả các tàu và các đơn vị liên quan tăng cường túc trực, bám sát diễn biến của tình hình thời tiết, nguồn nước để có biện pháp phòng tránh trước. Và lúc 14 giờ, lực lượng phòng vệ quốc gia đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3 và cử 6 nhóm công tác đến các lưu vực sông Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương trên cơ sở 4 nhóm công tác được cử đến Hồ Nam. Lưu vực sông Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương trước đó, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Ngoài ra, công tác khắc phục khẩn cấp 115 vụ sạt lở bờ ở trung và lưu sông Dương Tử ảnh hưởng đến an toàn mùa lũ năm nay đã hoàn thành. Một số bộ phận và nhân viên liên quan đến khí tượng kiểm soát lũ lụt, các vấn đề hàng hải, quản lý đường bộ và dân sự ở hạ lưu sông Dương Tử đang ở chế độ chờ. Vừa qua, Cục Khí tượng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu rằng các đặc điểm thời tiết và khí hậu quốc gia trong tháng này như sau. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao thứ 3 trong cùng thời kỳ trong lịch sử, lượng mưa cao hơn bình thường 16,4% và các hiện tượng mưa cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi. Hầu hết các phần phía Nam và phía Đông của Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam Giang Nam và một phần của Nam Hoa Nam có tỷ lệ thấp hơn 20% đến 50%, trong đó phía Nam Tân Cương là dưới 50% đến 80%. Ngoài ra, các hiện tượng mưa cực đoan thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trong tháng. Tính đến nay, 26 trạm trên toàn quốc đã trải qua các trận mưa liên tiếp cực độ, bao gồm lượng mưa 15 ngày liên tiếp ở Đồng Giang, ở Hắc Long Giang và 10 ngày liên tiếp ở Ao Hà Banner ở Nội Mông. Cả hai đều vượt quá mức cực đoan lịch sử. Theo Tân Hoa Xã, trong những ngày qua, lũ lụt và mưa to đã ảnh hưởng nặng đến 20 tỉnh thành ở Trung Quốc, làm chết ít nhất 171 người và hàng triệu người phải sơ tán. Lũ lụt cũng đang đe dọa gây ra nguy cơ vỡ bờ, sạt lở ở các con sông lớn như Hoàng Hà, Châu Giang và Dương Tử. Nguồn tin từ Sở Nguồn nước tỉnh Quảng Đông khẳng định mực nước sông Châu Giang đã đạt đến đỉnh lũ lịch sử trong vòng 50 năm qua. Và ngày 13 tháng 9 là thời điểm chiều cường cao nhất trong tháng, nước lũ đã nhấn chìm nhiều vùng thuộc châu thổ sông Châu Giang, nơi tập trung những khu công nghiệp trọng yếu của Trung Quốc. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo miền Bắc Trung Quốc có khả năng sẽ hứng chịu đợt lũ lịch sử bởi mưa lớn liên tục trong tuần qua đã khiến mực nước sông Hoàng Hà, một trong những con sông dài nhất Trung Quốc, đang dâng cao và có nguy cơ vỡ bờ do lưu lượng nước quá lớn, khả năng sẽ gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng này. Dự báo trong vài ngày tới sẽ có mưa to và bão xảy ra ở vùng thượng nguồn các con sông này, khiến nguy cơ lũ lụt nặng càng dâng cao. Trung tâm Phòng chống lụt bão Trung Quốc đã ra lệnh cho chính quyền địa phương gia cố đê bao trọng yếu các vùng châu thổ của những con sông trên nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản, đồng thời chuẩn bị sơ tán người dân trong trường hợp nguy hiểm. Theo Tân Hoa Xã, trận mưa lũ đợt này đã làm thiệt hại khoảng 860.000 ha hoa màu, sập hàng chục ngàn căn nhà và đường xá hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại theo ước tính ban đầu là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nước sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba thế giới, dâng cao nhanh chóng trong những tuần gần đây, trên bờ nhấn chìm các vùng đất lân cận, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cùng lúc, áp lực gia tăng với đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng vào năm 2003 trên sông Trường Giang. Công ty vận hành đập cho biết họ bước vào tình trạng khẩn cấp khi mực nước hồ chứa gần đạt mức tối đa. Những con đường và các lầu ven sông ở thành phố Vũ Hán bị nhấn chìm dưới lũ. Tại một số ngôi làng ở Nam Vũ Hán, chính quyền địa phương triển khai các đội cứu hộ đi thuyền để giải cứu người dân từ những ngôi nhà bị ngập. Do mưa lớn nhiều ngày, lũ lụt đe dọa ảnh hưởng đến 480 triệu dân cư và các khu đô thị lớn, bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh. Nằm trong lưu vực rộng 2,8 triệu km2 của Trường Giang, khu vực này cũng chiếm phần lớn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc. Lũ lụt bắt đầu rút vào cuối tháng vừa qua, là thiên tai tồi tệ nhất trong một thập kỷ tại đất nước vẫn đang phục hồi sau đại dịch,
ít nhất 158 người đã chết và mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song cho đến nay, trận lụt vẫn chưa giáng đòn mạnh vào nền kinh tế. Trên thực tế, Li Yao, nghiên cứu viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng trận lụt chỉ làm giảm 0,17% GDP năm nay của Trung Quốc, thiệt hại ít hơn nhiều so với các thiên tai trước đó. Có lẽ Trung Quốc không quá khó khăn để chống chọi với thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra, bà Li nói. Việc lũ lụt chưa ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trung Quốc không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã phát triển những vùng đất ngập nước mới và xây dựng những con đập mới để ứng phó với mối đe dọa như vậy. Quỹ đạo của nước lũ phản ánh các ưu tiên của chính phủ với cơ sở hạ tầng mới được xây dựng bảo vệ các thành phố và trung tâm công nghiệp, trong khi đất nông nghiệp và làng mạc nông thôn sẽ chịu thiệt hại. Mưa mùa xuân và mùa hè ở Trung Quốc có nguy cơ gây ra lũ lụt hàng năm, khiến nước này chịu thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Water Grid ước tính rằng mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Jennifer Turner, giám đốc diễn đàn môi trường Trung Quốc của Trung tâm Wilson cho biết biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Bà nói mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi 10 năm trong năm thập kỷ qua trong bối cảnh khí hậu thay đổi. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998 khi sông Trường Giang tràn bờ, làm thiệt mạng hơn 4.000 người và khiến hơn 14 triệu người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,3%. So sánh, lũ lụt năm nay dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn. Mặc dù chuyên gia Li cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính các tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lũ lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ và gây ra sự chậm trễ trong các ngành khác nhau. Lưu vực Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời là nơi đặt nhà máy của các công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Vừa qua, Reuters đưa tin lũ lụt làm trì hoãn việc vận chuyển các lô hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ, nơi đang rất cần đến chúng để chống dịch. Cuối tháng trước, đại diện một số công ty vận tải nói với Supply Chain Drive rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Trường Giang đang bị đóng cửa và các nhà buôn trên bờ cũng đang hoạt động với công suất nhỏ hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, tác động của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng khu vực có vẻ chưa quá nghiêm trọng. Bà Li nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất các sản phẩm như vậy, nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy ở các khu vực khác tạo ra, bà nói. Rinal Azoran, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn China Mufassari Consultant ở Thâm Quyến, làm việc với các công ty nước ngoài có nhà máy ven sông Trường Giang. Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nếu lũ lụt nghiêm trọng, nhưng cho đến nay ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào, hoặc các nhà sản xuất đã gặp may. Sự may mắn không có nhiều tác động trong chuyện này, chiến lược phòng chống lũ lụt của Trung Quốc là xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp như biện pháp để đảm bảo an toàn cho các thành phố và khu công nghiệp. Tổng cộng, Trung Quốc có hơn 98.000 đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất, để đối phó với lũ lụt năm 1998. Chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc sông Trường Giang và các phụ lưu của nó, phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát lũ lụt và cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy vừa qua khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc mở các cống của đập Vương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực đông dân hơn ở hạ lưu, nhưng lại làm ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn cư dân nông thôn phải sơ tán ngay lập tức. Theo Sitton, tại thị trấn Jundeji, nằm trên con sông nhỏ ở phía nam sông Trường Giang, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà vào giữa tháng trước sau khi tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân Jongduji hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng lũ khỏi làng. Theo Reuters đưa tin, một con đập 55 tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, khiến các cộng đồng ở hạ lưu đối diện nguy cơ bị ngập.
bà Ly ước tính rằng trận lụt năm nay đã làm ngập hơn 51.900 km2 đất nông nghiệp của Trung Quốc. Trận lụt năm 2016 bao phủ gần như cùng diện tích đất nông nghiệp. Trong khi năm trận lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp. Darren Frenslid, nhà phân tích hàng hóa tại StoneX Group ở Thượng Hải nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc tăng cao vào giữa và cuối tháng trước do hậu quả của lũ lụt. Thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng như lúa gạo, cây trồng phổ biến nhất trong vùng. Một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Ông Frenslid nói, nhìn chung thị trường chưa có vẻ gì là quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo, tai họa báo trước. Bà Turner cho biết hàng trăm nghìn người trong số họ đã phải sơ tán vì lũ lụt và đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai, không có tiêu chuẩn thống nhất và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở các vùng nông thôn của Trung Quốc, bà Turner nói. Để đối phó với những trận lũ lụt trước đây, bà Turner cho biết chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi dễ rút nước khác để hấp thụ nước mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp phải hy sinh nếu nước dâng ở sông Trường Giang. Thiên tai hiện tại là kết quả của một cơn bão hoàn hảo kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành động của con người, bà Turner nói. Judith Shapiro, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ cho biết sự gia tăng mưa lớn do biến đổi khí hậu đang là phép thử với chiến lược xây đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này, báo trước tai họa không ai muốn nghĩ tới. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Con đập, niềm tự hào dân tộc của Trung Quốc cho đến nay đã vượt qua thiên tai năm nay, nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần phải xem xét lại chiến lược của mình. Thưa quý vị, mưa lũ ở Trung Quốc đã làm thiệt hại hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Đoạn đê Sướng Khải đi qua thành phố Phủ Châu bị vỡ vào hôm 12 tháng 9 vẫn đang được hàn gắn. Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Tây Giang, đến ngày 12 tháng 9, khoảng 100 mét đê bị vỡ đã được dựng lại. Việc hàn đê tiêu tốn 23 triệu nhân dân tệ, tương đương 3,4 triệu đô la Mỹ. Nhờ di tản dân kịp thời nên vụ vỡ đê không gây tổn thất về người. Đoạn thứ hai trên đê Sướng Khải bị vỡ hiện chưa được hàn ngay. Đoạn đê vỡ dài 130 mét này sẽ được dùng làm lối thoát cho nước ngập ở Phú Châu. Lúc này, tỉnh Phúc Kiến, địa phương giáp liền Tây Giang ở phía đông cũng đang đứng trước nguy cơ ngập lụt khi nước trên tất cả các sông đang vượt mức báo động. Trong khi đó, nhiều khu vực dân cư hai bên sông Tương, một trong những nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử, cũng bắt đầu bị ngập. Ngoài mưa lớn, nước tan băng từ cao nguyên Tây Tạng đổ về là một trong những lý do khiến nước sông Dương Tử dâng cao hàng năm vào mùa hè. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Trung Quốc, tính đến ngày 12 tháng 9, trận lũ ở miền Nam nước này đã làm 379 người thiệt mạng, 141 người mất tích, ảnh hưởng đến 68,7 triệu người ở 22 khu vực tỉnh thành. Tổng thiệt hại đã lên tới 82,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,13 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 9, Tân Hoa Xã đưa tin mưa lớn dữ dội ở tỉnh Vân Nam vào cuối tuần cũng đang khiến hàng chục vạn dân bị ảnh hưởng. Tại huyện Mã Long ở phía tây tỉnh Vân Nam, mưa lớn đã gây lũ lụt, ảnh hưởng 55.000 người từ hôm 26 tháng 7.